Đèo Prenn là tuyến đường cửa ngõ quan trọng của thành phố Đà Lạt. Thời gian gần đây, tuyến đường này thường xuyên xảy ra các sự cố sạt lở, nguyên nhân do đất đá từ ta luy dương đổ xuống đường hoặc thấm sụp nền đường. Như vào khoảng 13 giờ trưa nay, trận mưa lớn đã gây sạt lở đất đá, khiến một nửa mặt đường Đèo Prenn bị vùi lấp. Vị trí điểm sạt lở gần cầu Đa Tanh La phía toa luy dương, cách khu du lịch thác Đa Tanh La khoảng 1 km. Hàng trăm khối đất đá đã lấp một nửa mặt đường đèo dài khoảng 10 mét. Một số cây thông nhỏ đổ ngã chắn ra lòng đường. Tại vị trí sạt lở có mạch nước, phần lớn vật liệu đổ xuống đường là đá bị ngấm nước và dở ra. Vụ sạt lở khiến đoạn Đèo Prenn Đà Lạt bị ách tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo điều tiết xe cộ trên hai làn đường còn lại của tuyến Đèo Prenn để qua vị trí sạt lở. Đến 14 giờ chiều nay, các lực lượng vẫn đang thu dọn đất đá, cây cối, đảm bảo việc lưu thông trên Đèo Prenn được thông suốt.